Rồi, chuyến xe cũng chắc rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì hôm nay lên sóng con quay RSX đời 2008. Nói chung là con này thì giá cực kỳ bèo nghèo luôn anh em ơi. Anh em nào đang cày cuốc này có thể liên hệ lấy con này nhá. 8,5 triệu anh em ơi. 8,5 triệu. Quá rẻ. 60R6 nha, 2691. Đấy, con này quá rẻ luôn anh em ơi. Con này phù hợp anh em nào mua về cày cuốc và chở hàng nhá. Con này thì hiện trạng như thế này. Đó, bánh mâm thắng đĩa rồi. Rất đầu anh em ha, rất đầu máy chữa còn nguyên. Đấy, thì anh em có thể liên hệ Hoàng Sáng qua đầu số là 0983533445 để sử dụng và lấy con này về nhá anh em. Đấy, con này thì nồi đồng cối đá anh em ơi. Đây, nghe từ tiếng máy của nó này. Rất đầu thôi nhưng mà máy còn giữa còn nguyên hết nha anh em nhé, máy giữa đồ còn nguyên hết. Đấy, vô giòn lắm anh em, vô này còn rất là giòn, giá mềm nhé anh em, giá mềm. Vô này vô còn nguyên hết, nói chung là con này chỉ rất đầu thôi, rất đầu thôi, rồi rất đầu này. Đó, còn đâu là mâm đĩa đồ còn đẹp lắm, đó, hàng còn rất là chất, đó, áo sống tem bọng các thứ là còn nguyên hết mọi người. Này, chóa đèn này, mọi thứ là còn chuẩn hết anh em, mọi thứ là còn chuẩn hết hết. Đấy, phù hợp anh em nào mua về đi cày nhé. Đấy, anh em nào đang có nhu cầu mà mua xe chở hàng á, mua xe chở hàng á, con này 8,5 triệu anh em, mà máy Honda nữa, máy Honda, hàng này hàng cứng lắm anh em nhé, xe này chất xe rất là cứng, còn nguyên hết, chặt tê chặt đồ này, mâm, áo sống tem bọng là còn nguyên hết. Con này nói chung là tất cả mọi thứ là ok hết, chứ rất đọc giá mềm thế thôi, 8,5 triệu. Đó, anh em thiện chí thì anh em gọi thôi, 0983533445. Hàng này mua về đi chợ hàng, đi chợ hàng đồ là rất là ok. Đó, nó được cái nó có bánh mâm sẵn luôn anh em, rất là cứng luôn, chợ hàng đầm chắc rất là cứng luôn. Đấy, giá quá mềm anh em, giá quá mềm, còn nguyên hết anh em này, chóa đèn này, tem bọc xi nhan rồi các thứ này, thấy không? Đấy, anh em nhìn, anh em nhìn xe là anh em đánh giá được rồi, chất xe này còn nguyên hết á, nguyên hết, mỗi tội rất đầu thôi, mỗi tội rất đầu thôi. Này phuộc này, này thì lên mâm nó, mỗi tội rất đầu thôi chứ còn đâu, lốc hai bên được còn chuẩn lắm, nét. Xe thì đời cao nữa, đời giữa 2008, 2007, 2008, 2009, 2008. Bô còn nguyên, đó, phục đồ nguyên, áo tem bọng hai bên, xi nhan đầu các thứ còn đủ hết. Để anh em liên hệ thôi, anh em liên hệ Hoàng Sáng lấy con này thôi anh em. Hàng này có tuyệt vời rồi. Hàng này là hàng chống cháy là chuẩn chỉ luôn anh em này. Để chống cháy là chuẩn chỉ luôn. 8,5 triệu. Đó, con này nghe cái dàn hơi của nó còn lực không anh em, còn rất là chất nha anh em. Con này mà nhiều khi nói không nói rất đầu anh em, nhiều khi anh em nghe cái dàn hơi không nhận ra được đâu, tại vì nó rất là căng và nét. Máy cũng nguyên mà anh em, máy cũng nguyên rất đầu thôi, nên là cái dàn hơi đồ tất cả mọi thứ nó vẫn còn chuẩn lắm. Xe mà đi cày đồ đâu thì có thể liên hệ lấy con này nhé, có 8,5 triệu à. Nói chung là quá mềm rồi anh em ạ, mà xe này thì cũng sang tên được, bút gốc được, trả góp. Bên em thì 8,5 triệu thì anh em có trả góp, thì anh em muốn trả góp thì anh em liên hệ luôn, liên hệ Hoàng Sáng 0983533445 là làm việc với cửa hàng giúp em nhé. Đấy, ship xe đầy đủ hết. Đấy,
nói chung là nó mỗi con xe nó có cái phân khúc khách hàng riêng anh em ha. Con xe giá cao thì anh em nào mà chất xe chơi xe, con xe giá rẻ thì phù hợp mình anh em mình đi la đi cày Trung Quốc, đi chợ hàng hóa. Anh em nào mà đang chợ hàng hóa mà có nhu cầu mua xe chợ hàng á, anh em lấy mấy chiếc này nha anh em, mấy chiếc này hoặc là mấy chiếc RS anh em ạ. Nó RS nó nhìn hơn chút xíu tại vì máy nó còn riêng nguyên hết cả. Còn con này thì nó rớt đầu rồi, đây là cái giá của nó giảm thê thảm luôn, nó 8,5 triệu. Nhưng mà anh em mua về anh em đi cày thì khỏi chê, chắc chắn với anh em luôn. Máy 100 mà nó vẫn tiết kiệm nhiên liệu và nó bền bỉ, nó cũng không có hư hao gì đâu anh em. Ngồi đồng câu đá nhé. Rồi vậy nha anh em, 8,5 triệu thôi anh em ơi, quá rẻ luôn. Anh em liên hệ hoàn sáng giúp em 0983 533 445 làm việc trực tiếp tại cửa hàng nhé.